con gái Kim Tử Long tố cháu gái Vũ Linh thâm độc, chơi bẩn, loạt nghệ sĩ ra mặt vì Hồng Loan. Con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết mình bị gỡ bài trên Facebook và vô số hành động đâm lén theo đúng bài bản mà người cũng biết là ai, từng làm với rất nhiều người đứng ra bênh Hồng Loan cũng như nói sự thật. Cách đây 2 ngày, trên trang cá nhân của mình, con gái đầu lòng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long là Mai Ca đã đăng tải dòng trạng thái đầu bức xúc để nói về nhân vật tên Ve. Được biết, đây là danh từ mà cư dân mạng dùng để chỉ cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Phượng. Theo Mai Ca, nữ nghệ sĩ này đã tấn công ba cô và nhiều nghệ sĩ khác chỉ vì họ không đứng về phía cô. Sau bài bốc phốt này, con gái của Kim Tử Long lập tức bị chơi xấu. Cụ thể là ít phút trước, Mai Ca đã chia sẻ việc bị Ve báo cáo Facebook để gỡ bài tố của cô. Con gái Kim Tử Long còn vạch ra những chiêu trò bẩn mà người ai cũng biết là ai đã dùng suốt thời gian qua để tấn công những người dám lên tiếng nói lẽ phải và sự thật. Mai Ca viết, thật sự là bắp chỉ định lên nói một lần mà thôi, nhưng sáng nay ngủ dậy lại thấy như vậy đây nè. Ủa, alo, chơi vậy là không đẹp nha bạn. Sao bạn cứ hay chơi mấy cái trò ẩn thân chi thuật, ném đá giấu tay, hạ màn nhiếp chính, lục tìm dĩ vãng, chơi méc phụ huynh, báo cáo gỡ bài, nói nghe nè Ve và mấy bạn Ve con, cho người vô comment chửi mình không xong, rồi bây giờ chơi cái trò báo cáo gỡ bài, kỳ nha, có ngon thì bạn cứ dùng nick thật qua nói chuyện với mình nè, đừng có làm mấy cái trò như vậy nha, quê lắm. Dưới bài đăng của con gái Kim Tử Long, con gái Vũ Linh là Hồng Loan cũng để lại bình luận cho biết cô cũng gặp tình trạng tương tự, chị cũng y chang em luôn nè, kỳ cục kẹo ghê hà. Hiện tại, cư dân mạng đã cực kỳ phẫn nộ với cháu gái Vũ Linh là Hồng Phượng sau khi group chat gia đình lộ ra và có nick chính chủ của cô nàng. Ở một diễn biến khác, con gái Vũ Linh vừa qua đã đưa ra thông báo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho ba tại Hoa Viên Bình Dương, sẽ có các nghệ sĩ thân thiết đến bên mộ để hát cho ông nghe. Cụ thể, Hồng Loan thông báo trình tự của các hoạt động trong ngày làm lễ trai tăng và tưởng niệm ông. Từ 9 giờ đến 10 giờ, gia đình tham gia cúng lễ Vu Lan theo chương trình chung của Hoa Viên Bình Dương. Từ 10 đến 11 giờ, gia đình thỉnh hòa thượng đến cúng tại mộ Vũ Linh. Khoảng 15 giờ cùng ngày là chương trình trao quà từ thiện với 1.300 phần quà, 13 tấn gạo. Trước đó, gia đình đã nhờ phía Hoa Viên hỗ trợ. Hiện Hoa Viên thông báo đã in 1.300 phiếu nhận quà gửi đến Mặt trận Tổ quốc thị xã Bến Cát, gửi về cho các phường cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Những cô bác lớn tuổi không đi được sẽ nhờ Mặt trận Tổ quốc thị xã nhận và trao lại giúp. Hồng Loan viết, con kính báo bà con lịch trình như trên và kính mong mọi người hoan hỉ đến tham dự, nhẹ nhàng, lịch sự, trật tự để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, trong các hoạt động của ngày tưởng niệm, trong khung giờ 11 giờ đến 14 giờ 30, gia đình sẽ dành thời gian để các nghệ sĩ thân thiết với nghệ sĩ Vũ Linh đến hát cho ông nghe. Hồng Loan cho biết, cô chưa biết chắc nghệ sĩ nào sẽ tham gia, và cô cũng muốn đó là một buổi văn nghệ ấm cúng, đầy tình thương yêu. Hôm đó, cô chú anh chị nghệ sĩ nào sắp xếp được đến với lễ tưởng niệm sẽ hát cho ba nghe, nhẹ nhàng thôi, không nặng nề việc tổ chức rình rang như những buổi gặp gỡ thân tình với ba tại không gian thân thiết như ngày xưa. Hồng Loan nói, nghệ sĩ Bình Tinh mấy ngày nay cũng bận rộn thu xếp các show diễn để ngày 29 tháng 8 tập trung lo cho lễ tưởng niệm của nghệ sĩ Vũ Linh tại Bình Dương. Cô và các nghệ sĩ thân thiết đều biết Vũ Linh rất yêu nghề, trong những sự kiện lớn hoặc những buổi kỷ niệm nhỏ có tính chất riêng tư trong gia đình, bạn bè thân thiết, thế nào cũng có phần hát cùng nhau. Còn nhớ hôm một năm trước, cứ thấy khỏe chút, ông lại xuất hiện một lớp nhỏ trên sân khấu như vở Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài của sân khấu Chí Linh Vân Hà, vở Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ của đoàn cải lương Tuồng Cổ Huỳnh Long.